Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Những ngày vừa qua, ồn ào nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền từ thiện gần 14 tỷ đồng liên tục gây xôn xao mạng xã hội. Dân tình đưa ra nhiều bình luận, có người thông cảm nhưng phần đông ý kiến cũng cho rằng việc cứu trợ miền Trung là việc làm cấp thiết, đến thời điểm hiện tại sau nửa năm là quá trễ. Trong clip đăng tải tối ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định sẽ không vì 14 tỷ đồng mà đánh mất đi sự nghiệp đã gây dựng suốt 30 năm qua. Cũng trong 3 thập kỷ đó, bên cạnh sự nghiệp đỉnh cao, nghệ sĩ Hoài Linh còn xây dựng được cho mình một cơ ngơi khổng lồ. Ước tính khối tài sản mà danh hài này đang sở hữu phải lên đến hàng trăm tỷ đồng. Với lối diễn xuất hài hước, dí dỏm lại gần gũi nên Hoài Linh rất được lòng người hâm mộ cả nước. Nam nghệ sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu, từng giữ kỷ lục là người chơi mạng xã hội cán mốc triệu follow nhanh nhất ở các mặt trận, từ YouTube đến TikTok. Sức hút của Hoài Linh khiến cho tần suất phủ sóng của nam nghệ sĩ tại các sân khấu, game show truyền hình, phim điện ảnh nhiều không kể xiết. Có những thời điểm, Hoài Linh có mặt trên poster của tất cả các phim chiếu mùa Tết, mà các xe để mời được danh hài này phải lên đến 3 tỷ đồng. Chưa kể, mỗi lần nghệ sĩ Hoài Linh trình diễn trên sân khấu hay làm giám khảo game show, bầu show và ekip sản xuất phải chi ra hàng trăm triệu. Nhắc đến khối tài sản kếch xù của nghệ sĩ Hoài Linh, phải kể đến nhà thờ tổ trăm tỷ là tâm nguyện được nam nghệ sĩ ấp ủ trong suốt 16 năm. Công trình này được khởi công xây dựng từ năm 2014 và khánh thành đi vào hoạt động năm 2016 tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, tổng giá trị để xây dựng nhà thờ tổ này lên đến hơn 100 tỷ đồng. Toàn bộ diện tích đền thờ rơi vào khoảng 7.000 m², khuôn viên rộng lớn, được bày trí nhiều tiểu cảnh, cây cảnh bên trong gian thờ chính. Nam danh hài đặt 4 bàn thờ lớn để thờ tổ nghiệp, thờ các vị tiền hiền, hậu hiền. Đây cũng là nơi nghệ sĩ Hoài Linh đặt bài vị thờ cố nghệ sĩ Kim Ngọc, cố nghệ sĩ Trí Tài. Cứ mỗi năm đến dịp giỗ tổ, nơi đây lại mở cửa đón nghệ sĩ, khán giả từ nhiều nơi đổ về, tham quan và làm lễ cúng tổ nghề sân khấu. Có vẻ ngoài giản dị nhưng nghệ sĩ Hoài Linh lại có thú sưu tầm kim cương. Được biết, nam nghệ sĩ sưu tầm kim cương từ lâu nhưng không bao giờ khoe ra. Nói về sở thích này, nghệ sĩ Hoài Linh từng chia sẻ: "Tôi khờ, tôi bình dân nhưng không có nghĩa là không biết xài. Nhiều khi không muốn xài thì sao? Thực ra tôi xài kim cương từ lâu, người ta có, mình cũng có. Điều quan trọng là mình thích hay không thích. Có nhiều trường hợp hồ xoàn đong bằng lon nhưng người ta tuyệt nhiên không mang một cái nào trên người." Ngoài kim cương, Hoài Linh còn có khối trầm hương có giá hàng trăm tỷ đồng. Bạn nghĩ như thế nào về khối tài sản này của Hoài Linh? Hãy cùng chia sẻ với chúng mình nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin này hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức mới. Ánh Ngọc xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.